Chào các bạn, trong video này thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn 5 cái điều cần biết về cái màn hình BenQ EW2770QZ này Và các bạn có thể dùng nó để cân nhắc và xem là liệu cái màn hình này có phù hợp với các bạn hay không Cái yếu tố đầu tiên là cái dòng màn hình EW của BenQ nó được thiết kế dành cho giải trí đa phương tiện Bởi vậy cho nên bạn có thể sử dụng nó để mà xem phim, để mà chơi game hay là làm công việc văn phòng với cái trải nghiệm chấp nhận được và Nhà sản xuất họ cũng tích hợp thêm một số tính năng bảo vệ mắt để giúp cho bạn có cảm giác dễ chịu hơn khi mà sử dụng những cái màn hình này trong thời gian dài. Thì cái điều thứ hai là cái màn hình BenQ EW2770VZ này ở Việt Nam có mức giá là 10,3 triệu đồng. Thì so với mặt bằng chung của những cái màn hình mà 27 inch độ phân giải QHD và cái sử dụng tấm nền IPS thì đây là một mức giá hợp lý. Ngoài ra thì BenQ họ còn có một cái dòng màn hình giá mềm hơn đó là cái dòng EW2775. Và cái màn hình này thì cái màn hình đó là màn hình Full HD và nó sử dụng tấm nền VA. Tuy nhiên bù lại thì cái mức giá là dưới 5 triệu đồng. Thì cái yếu tố thứ ba đó là về thiết kế thì cá nhân mình đánh giá cao với thiết kế của BenQ. Họ các bạn thấy ở đây là chúng ta có cái màn hình nhìn nó rất là đơn giản nhưng mà lại là đẹp. Thì bạn có thể sử dụng nó ở nhà hoặc là ở văn phòng. Thì nhà sản xuất họ cung cấp cho chúng ta hai cái cổng HDMI và một cổng DisplayPort. Ngoài ra thì cái màn hình này nó cũng tích hợp sẵn loa tuy nhiên có một điểm trừ đó là cái độ tùy biến của cái chân đế này nó khá là hạn chế bạn chỉ có thể nâng ngửa thế này thôi ngoài ra thì bạn cũng không thể quay ngang lại hoặc là dựng đứng lên thì về chất lượng màn hình chúng ta có một cái tấm nền IPS độ phân giải là QHD và đây là tấm nền 8 bit bởi vậy cho nên chất lượng hình ảnh cũng khá là ổn ở đây thì các bạn thấy là BenQ họ cho chúng ta khá là nhiều cái tùy chọn về chế độ màu sắc mặc định để khi bạn làm việc hay là bạn xem phim và cá nhân mình đánh giá là những cái dòng mặc định này nó có cái màu sắc khá là nịnh mắt tuy nhiên nó không có được chính xác bởi vậy cho nên nếu bạn là cái công việc của bạn không có quá quan trọng về cái độ chính xác màu sắc thì vẫn có thể sử dụng được tuy nhiên nếu mà bạn cần cái độ chính xác màu sắc thì bạn phải chỉnh lại màu và cuối cùng và mình nghĩ là yếu tố quan trọng nhất để mà cân nhắc những cái màn hình của hãng benq này đó chính là những tính năng mà họ tích hợp vào để bảo vệ mắt của bạn thì chúng ta có ba tính năng chính à, trong đó thì cái tính năng mà khử ánh sáng xanh với lại tính năng chống nháy thì nó sẽ giúp cho bạn xem được cái sử dụng cái màn hình này trong một thời gian dài mà ít bị mỏi và cái một cái nữa đó là tính năng Predictive Inclusion thì đây là một tính năng rất đặc biệt của BenQ thì nếu các bạn để ý thì chúng ta sẽ có một cái cảm biến ở ngay cái trước màn hình này và cảm biến này nó sẽ phân tích ánh sáng xung quanh để mà điều chỉnh cái chất lượng hình ảnh cho nó phù hợp thì ở đây mình đã bật tính năng định Inclusion lên thì các bạn thấy ở đây là nó khi mà ánh sáng nó thay đổi á thì chúng ta sẽ có một cái dấu hiệu để cho biết là cái môi trường ánh sáng xung quanh như thế nào thì cái điểm đặc biệt của cái việc mà BenQ họ đó, cái ánh sáng xung quanh tức là họ không chỉ là điều chỉnh cái độ sáng của màn hình mà nó còn điều chỉnh ra cái nhiệt độ màu nữa thì ở đây chẳng hạn như là ở đây cái môi trường ánh sáng của mình khá là tốt thì cái phần này cho nó sẽ thấy là nó sẽ rất là cao tuy nhiên giả sử như mình lấy tay của mình mình che lại cái cảm biến giống như là cái môi trường nó sẽ tối hơn thì các bạn thấy là nó cái nhiệt độ màu của cái hình ảnh nó thay đổi cũng như là cái độ sáng nó cũng thay đổi vậy khi mình mở ra thì nó sẽ sáng lên trở lại và đó là năm điều mà bạn cần cân nhắc khi mà lựa chọn cái màn hình BenQ EW2770QZ này xin cảm ơn các bạn.